Through her boundless compassion for humanity, Supreme Master Ching Hai tirelessly traveled to many corners of the world to share the message of love and eternal liberation through God's gift to humankind, the Kuan Yin method of meditation. After 30 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, she continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and its co-inhabitants, humans and animals alike, Supreme Master Ching Hai selflessly accepts invitations to share her insights and wisdom on the topic of global warming and climate change. Despite her busy schedule, Supreme Master Ching Hai also sets aside time to hold retreats and international gatherings with our association members to inspire and motivate, address any concerns for daily life, and answer questions on spiritual practice. We present to you Supreme Master Ching Hai's discussion entitled "The Spirit Catcher Ge Xuan at an International Gathering." Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Sao đồng chí mạnh giỏi à? Bác Hải lại nè. Very good. Con cháu bác Hải mạnh giỏi hết hả? Ok, sao hồi nãy giờ ngồi thiền ngủ gục được bao nhiêu ngày rồi? Muốn nghe kể chuyện tắm cám không? Yeah, save the world, huh? I'm vegan and green, huh? Request go green, save the planet. Nói tiếng Việt chứ hả? Quên rồi. Hôm qua mình đọc chuyện của ông mà. Ông thầy tu có cái bị đó. Cái bịch vải á, à, túi vải á. À. Bữa nay đọc chuyện bà thầy tu có cái áo vải. Hôm qua mình đọc mình thấy cái vị hòa thượng đó hả? Có người đi ngang qua hỏi ổng cái túi vải là cái gì? Cái ổng lấy cái túi vải ổng thả cái bịch xuống đất kìa. Tại sao vậy? Tại ổng không có lịch sự hay sao? À, nói nghe coi coi. Nó khai ngộ tới đâu rồi? Hả? À, cô mà có tóc mai đó, nói nghe coi. Mắt trí huệ che lại rồi, có nghe gì không? Người nào biết, giơ tay coi. Hả? Buông bỏ xả bỏ ha. Người nào nói nữa cho hai cục kẹo, nhớ rồi. Hả? Tôi hơi khùng. Được sao?
Thì tôi có nhiều đồ nặng quá hả? À, ông chưa khai ngộ giải thích chị ổn ha. À. Nói nghe đi má. À. Ừ. Ok. Người nào nữa? Đem cái giỏ lên coi coi. Có cái tên nào ăn được hai cục không? Rồi đó. Thank you. Tôi có hai cục kẹo đây, để đây. À. À, nói chung là cho ha, để chỗ trái tim nữa chứ. Hả? Love, love. Yeah. À. Túi vật chất hòa với đất luôn. Sao mà công án rồi cao kỳ quá vậy? Hai người nào đâu? À. Đừng tò mò cái vật bên ngoài. À. Tự tại không có thấy vật chất có nghĩa là gì? Có đó còn không có. Biết rồi. Giỏi lắm. Có tên nào mà đầu óc sáng suốt nữa đâu nổi nghe coi. Thôi. Thôi bỏ hai cục kẹo đây xuống trở lại. À. Ôi da, người sao? À, hai người nói giống giống nhau. Hay da, gì đâu mà rắc rối vậy? Không có gì, ông bưng bưng thì bỏ bỏ, ok. Hả? Ông thích ông làm vậy thôi. Ông thích ông làm vậy thôi. À, ai da, thì mỗi người nói cũng có một chút chút vậy thôi, nó gãi ở phía ngoài thôi. Chứ gãi bên trong không? Gãi ngoài áo á. Ok. Thì cái túi vải mà cũng phải hỏi cái túi vải là cái gì nữa. Ngu như vậy trả lời làm gì mà công. Bực quá thảy xương cho rồi. Không? Ví dụ ngồi đây hỏi sư phụ cái hột đậu phộng là cái gì. Không? Đây nè. À, ông đâu có muốn trả lời câu hỏi ngu. Ông liền xuống đó, cái túi vải như vậy thấy rõ ràng, ngồi đó còn hỏi nữa. Rồi lát nữa hỏi ông cái túi vải trong đó có gì, tại sao ông bỏ túi lên da ông chạy mất vậy? Tại sao? Sợ quá rồi. Đứng đó vòng ông hỏi lung tung, hỏi cái móng chân ở đâu, trong móng chân có cái gì, hả? Rồi hỏi trên đầu có mấy cọng tóc, lăng nhăng mà, không có chuyện gì làm, hả? Đi tò mò tóc mách hỏi tầm bậy tầm bạ mất công người ta. Nghe hỏi không cũng nực rồi. Dĩ nhiên là vậy đó ha. Có nhiều người hỏi chuyện kêu mình vô duyên ha. Cho nên Ngài không trả lời là vậy đó ha. Tại vì ngày nào cũng có mấy người hỏi mấy chuyện lăng nhăng tầm phào tầm đấy. Không có ăn nhầm gì tới tu hành, không có ăn nhầm gì tới vấn đề giải thoát hết. Không có quan trọng gì cả ha. Nghe hỏi trên đầu tại sao tóc bạc vậy? Thế tôi già rồi tóc bạc hỏi làm gì? Rồi chân có mấy ngón? Thấy rõ ràng vậy cô hỏi nữa. À, thí dụ vậy đó. Thật ra ông bực mình, nó đi cho rồi đi. Mấy người ngu quá vậy đứng mất công. Mà bây giờ ngồi đó giải thích cho nó làm gì? Đúng vậy đó. Thí dụ hỏi quý vị cũng phải đứng đó không? Đi cho rồi ha. Ừ. Hỏi cái tấm truyền đơn là cái gì vậy hả? Ok, không yếu vậy. Thôi dẹp. Ok. Ok. Ha. Hả? Coi thử có mấy trang nữa. Nhiều quá thôi, không thèm đọc. Mấy giờ rồi? Ok, đọc hồi khỏi buồn ngủ nha. Ngồi đó ngáy cũng vậy thôi. Sao mà giỏi quá vậy? Mấy người ngồi giỏi thiệt ạ. Ngồi vậy mà cũng ngủ được. Chật chội nóng nảy vậy cũng ngủ tưng bừng hết. Giỏi hơn sư phụ á. Ngồi kiểu đó ngủ không được đâu. Ngủ thì ngủ đàng hoàng chứ không có ngủ cái kiểu đó.
Có nhà thiền sư á, ổng tên là Đức Sơn. Vị này sáng lập ra một môn thiền kêu bằng Đức Sơn Tuyên Giám và Lâm Tế Nghĩa Huyền. Hai cái môn phái này được rất là nổi tiếng hồi đó ha, được rất nhiều thiền sư giảng dạy cái phương pháp đó. Đây là hai phương thức giáo dục rất là nghiêm khắc. Để cho những đệ tử mà có thể đặt mình vào một tình trạng cực kỳ khốn đốn để mới ngộ đạo được, chứ không phải như đây tới đây ăn cơm đã rồi ngồi đó ngủ gục. Ok, để coi thử hai vị này nghiêm khắc tới mức nào. Hai vị thiền sư nói trên á là những bậc đại hiền đại đức vang danh thiên hạ lúc bây giờ. Đệ tử đến xin học đông vô số kể. Dĩ nhiên là những người theo học đều biết quy luật của Đức Sơn trước. Mới vô chịu ngay đánh 30 hèo mới được vô khỏi cái cửa. Chưa vô khỏi cửa đánh 30 rồi. Trời đất ơi. Vậy đó hả? Làm sao ngồi được? Quýnh vậy rồi sưng làm sao ngồi? Trời ơi, gì mà nghiêm khắc dữ vậy? Chưa có ghi danh đã bị quýnh 30 hèo rồi mới được vô. Tức là đánh xong rồi mới được vô khỏi cửa. Không biết đánh mạnh hay đánh nhẹ đây ha. Ok, để coi coi. Wow, bữa nay mệt quá không thèm ăn gót cô gót nha. Đi chân đất cho nó khỏe. Đừng buồn tôi nha. Tại dòm bả bận quần áo đẹp quen rồi, bữa nay dòm bận quần áo này thấy không quen hả? Ai không quen giơ tay lên coi coi. Đẹp hả? Yeah. Được, coi như biết nói chuyện. Vậy thì bà đọc cho mấy chuyện cho nghe. Nói là ông Hoàng quýnh 30 bọng. Ok. Chưa bước vào thiền đường đã bị 30 bổng rồi ha. Bây giờ khổ hình này có thể khiến cho một người yếu đuối uổng mạng như chơi. Trời đất ơi, quýnh dữ vậy đó. Thôi khỏi cần hỏi đâu. Này quýnh thiệt chứ không phải quýnh vừa đâu. Không phải là đập chơi cho vui đâu. Đánh mà yếu là chết liền á. Wow. Người nào mà đến xin thọ giáo không những phải bị đòn đau đớn bằng gậy gộc mà còn bị hò hét vào tai khiến cho học trò tối tăm mặt mũi. Vậy mà đệ tử bốn phương vẫn kéo đến ùn ùn như trải hội. Mấy người này bị thích bị đánh đòn nha. Lý do tại sao? Tại vào thời đó hình như ai ai cũng có tinh thần muốn học đạo. Chính như vậy mà họ đã sinh ra một quả tim vô ngại, không chùn bước trước khó khăn nào. Wow. Vậy đó hả? Bây giờ mình phải mua cái gậy mới được. Wow. Đi học thiền trước khi vô đã biết là bị đòn như vậy đó. Mà đánh đau đớn còn ha la hét trong tay nữa. Vậy mà cũng chịu nữa. Wow. Mấy người này có tinh thần cầu đạo dễ sợ ha. Cầu đạo là gì biết không? Tinh thần cầu đạo. Ok. Thì hồi đó cầu đạo là đi cầu đầu mới đi vô được chứ hả? Đây là thiền sư không à? Rồi ok. Đứng trước hai hàng bổng hèo nghiêm túc và những vị thiền sư thực thi hình sự dữ dằn mà những người cầu đạo đã không ngại ngùng tiến bước, đủ chứng tỏ rằng tinh thần của họ rất vững vàng. I agree. So sánh với người thời nay có đầy đủ những phương tiện vật chất thì chắc chắn chúng mình không có một sự kiên trì như họ vậy. Có không? Ví dụ bây giờ sư phụ để hèo ở ngoài cửa kia, có ai vô không? Hả? Vô không? Thiệt không? Thiệt.
tôi á, tôi không có nói giỡn đâu nha. À, mai thử chơi biết liền. Thôi quýnh chi cho nó mỏi tay. Để nghiệp chướng ngoài đó lăn lộn, đau khổ gần chết rồi. Vô đây đánh chi mới còn ha. Đánh chi cho nó mang tiếng á. Ở ngoài kia xã hội đánh đập ra lung tung rồi. Nhiều nhiều lắm rồi phải không? Ừ. Cực khổ lắm rồi phải không? À, thôi vô đây ta tha cho. Ừ. À, nói về Đức Sơn á, thiền sư á, thì họ nói như thế này: nếu mà muốn đắc đạo thì phải chịu 30 hẹo, mà không đắc đạo cũng phải chịu 30 hẹo. Tại sao? Tại sao biết không? Tại vì á, chưa vô cổng đã bị 30 hẹo rồi, thì vô đó có biết cái đắc đạo hay là không biết đâu, tùy mình chứ hả. À, cái 30 hẹo đâu có cam đoan là mình được khai ngộ đâu, phải không? 30 hèo để mà bước vô khỏi cửa thôi, rồi vô đó rồi tính sao. Như vậy mà cũng chịu vô á. Nhưng mà cái ông Đức Sơn này ha, cái lúc mà còn trẻ, ổng là một người rất là phản kháng thiền tông. Ổng không có tin tưởng gì hết á, ổng chỉ tin sách vở thôi. À, kinh Kim Cang gì đó, ổng thích mấy cái đó đó. Ổng viết bình luận, nghĩa là tràn gian đại hải 5, 6, 7, 80 cuốn sách. Kinh nào ông cũng bình luận, kinh nào ông cũng đọc hết. À, ông nghĩ rằng kinh điển là bậc nhất rồi. Cho nên thiền tông kiểu mà đốn ngộ, bất chấp kinh điển giáo ngoại biệt truyền nữa hả, là ông không có chịu đâu. Ông ghét môn thiền lắm. Ông nghĩ là ngoại đạo. Mà Tuyên Giám thiền sư thì người họ Châu, ở xứ Giảng, tỉnh Sơn Tây. Ông xuất gia và thọ giới từ thuở nhỏ. Giới cụ túc tức là giới tỳ kheo đó. Không phải là giới nhỏ nhỏ mà nguyên cả giới để mà trở thành tỳ kheo đó, thành đại đức hòa thượng. Thời thanh niên á, ông học qua rất nhiều loại kinh sách. Với trí nhớ phi thường và tài biện luận vô song, ông tự phụ là người quán thông Kim Cang Bát Nhã. Ông đã chú thích và giảng giải toàn bộ kinh sách này. Những lời chú giải của ông đã được ghi chép đóng lại thành sách và được đặt tên là Thanh Long Sơ Sào. Wow. Sách của ông trứ tác chất đầy một gánh. Vì vậy mà ông được thiên hạ tặng cho nhã hiệu là Châu Kim Cang. Wow. Tuy đã học thuộc lòng bộ kinh Kim Cang, nhưng mà Đức Sơn thiền sư á, lúc đầu đã tỏ ra phản đối thiền tông. Ông cho rằng người xuất gia ngàn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của nhà Phật mà vẫn chưa đủ đức độ để thành Phật, thì Nam Tông Thiền nói là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật liền á, ông cho là nói khoét. Mà phải tu đời đời kiếp kiếp ha, mỗi đời tu một hạnh, mỗi kiếp tu một chút. Nghĩa là 578,9,000,000 ức năm á, may ra mới sách bình bát cho Phật, rửa dép cho Phật, ví dụ vậy đó đi ha, chứ chắc gì đã được thành Phật ha. Mà thiền tông á, ở bên Nam á, nói là kiến tánh thành Phật ngay ha, cũng như là tức khắc khai ngộ của cái bà Thanh Hải nào đó đó. Ông không chịu đâu. Ông nói không chịu. Không chịu. Cho nên á, ổng nói rằng á, cái bộ thiền tông bên phía Nam là ma đạo chứ không phải là Phật đạo. Cho nên ổng quyết tâm á, đi lên xuống miền Nam để mà khiêu chiến với mấy người đó. À, khiêu chiến với mấy ma đạo đó. À, dám nói là một đời thành Phật á, tức khắc khai ngộ đó ha. Immediate enlightenment ha. À, ổng không chịu. Cho nên ổng quẩy mấy cái gánh mà kinh điển đó với những cái bộ mà sách mà ổng bình luận đó đi xuống miền Nam để mà trừ ma, trừ ma vật đạo, bảo vệ sinh linh, khỏi sa đọa vô trong ma giáo. Rồi, nói liền là đi liền. Ông này gông cùng mình, không sợ ai hết, một mình thôi mà quẩy gánh gian sang đi xuống đó với một lòng tin rất mãnh liệt vào những cái bộ kinh điển của nhà Phật và cái sự mà hiểu biết của ông ta. Ông nghĩ rằng chỉ có dựa theo kinh điển là đủ rồi.
tu từ 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 từ, tức là mỗi đời đọc một hai ba bài kinh như vậy đó hả, hoặc là tu hành nghĩa là bố thí trì giới gì đó ha, lâu lắm triệu ngàn ức vạn năm gì đó may ra mới lóe ngộ một chút à. Cho nên ổng từ trên ở Sơn Tây lặn lội xuống miền Nam, xách cái bộ mà kinh sơ sao của ổng xuống. Có một ông đó à, mà một lúc thì kêu Tuyên Giám, một lúc thì kêu Đức Sơn. Ôi xin lỗi nha, có một ông à. À, nhiều tên quá mất công quá à. Tôi có một tên mà người ta đã lẫn lộn rồi ha. Ông này có 2, 3, 4, 5 tên. Thôi được, kệ nó đi, cho ông đi. Ừ. Ok, thì ông quẩy cái gánh mà mấy chục bộ kinh điển của ông đó, với lại những cái bộ mà sách mà ông viết ra đó. Tại sách của ông viết ra tại đâu có ai hiểu gì đâu, thì bỏ vô trong thư viện ha, hoặc là đem dạy đến những cái trường học á, mọi người đều kính trọng á. Tại vì ông viết Trường Giang Đại Hải mà. Thôi kính trọng cho rồi đi, nếu không kính ông bắt đọc xuống mất công quá, dài quá đi. Người nào không hiểu cái kính trọng cho nó khỏe à, chứ nếu mình nói mình không hiểu người ta cười mình, ta nói mình ngu à. Thành ra mấy người không hiểu cũng nói hiểu à, tốt quá tốt quá, trời ơi công đức vô lượng. Tại bao nhiêu người tán thán ổng á, ổng mừng quá rồi, lên quá rồi à, ông nghĩ chứ mình ổng hiểu thôi, không ai hiểu hết. À, mấy người mà Nam Thiền Tông á là ma hết, ma giáo hết, ngoại đạo à. Cho nên ông quẩy cái gánh mà kinh điển của ông đi xuống miền Nam. Địa điểm mà ông ghé lại lần đầu tiên là Long Đầm. Có một vị thiền sư kêu bằng Sùng Tín, lúc bấy giờ cũng đã lừng danh thiên hạ rồi. Ông nghĩ rằng nếu mà ông ở Long Đầm mà ông hàng phục được, ha, chế ngự được cái ông Sùng Tín này á, thì bao nhiêu đệ tử hoặc là những thiền tự khác ở Nam Phương đều tan rã hết. Tại ông này một trong những vị nổi tiếng vô cùng. Nếu mà đánh bại ông này á, thì toàn Nam Phương khỏi đánh cũng tan hết. À. Cho nên khi ông đến chân núi Long Đầm á, ông ghé vô một quán trọ bên đường nghỉ chân một chút. À, định ăn uống cho no nê, nghĩa là sức lực đầy đủ rồi mới lên kia. À, đập phá cái chùa với những cái thiết lý tà ma ngoại đạo đó. Thôi đi vô trong cửa quán thôi. Đức Sơn mới gặp một bà lão đang bưng điểm tâm cho khách. À, cái bà lão thấy ông quẩy một gánh sách đó, nặng nề quá đi. Tôi mới hỏi chứ chẳng hai ngày mang gánh sách gì mà nặng nề quá vậy. Đức Sơn đại y mừng quá, có người để ý thế mà sách của mình nhiều như vậy. Hồi đó muốn có một cuốn sách đâu phải dễ. Hồi xưa mình đâu có máy in à, người ta muốn in sách người ta phải khắc từng chữ vô cái tấm gỗ hoặc là tấm đá đó ha. À, lâu lắm mà cái tiếng tàu nó cũng khó khăn nữa. Mà khắc từng nét từng chữ vô đó, rồi cái in từng miếng như vậy. Chứ đâu phải như bây giờ bấm cái nút nó in ra một hàng loạt mấy ngàn quyển, ví dụ vậy đó ha. Cho nên có được nhiều sách như vậy cũng là nghĩa là gồ ghề lắm. Thì nó không những là rất là tự đắc về cái kiến thức kinh điển của mình, và tự đắc vậy thì có nhiều sách nữa, tức là ta giàu nữa. À, giàu mới có mua sách được, hồi đó sách quý lắm, đâu có phải ai muốn mua cũng được đâu. Thường thường trong những thư viện của nhà vua mới có sách vở đầy đủ, còn dân thường muốn mua cũng khó khăn, đợi lâu lắm. Đặt một cuốn sách chắc cũng cả năm mới có. Okay. Mà ông có nhiều lắm, nặng nề nguyên cả một gánh càn khôn ở trong á. Rồi cái bà già hỏi, wow, sách gì mà nặng quá vậy? À, ông Đức Sơn đắc ý lắm, trả lời rằng đó là tác phẩm chú giải kinh Phật có tên là Thanh Long Sơ Sào, do tôi chữ tác đây. Tôi đây. Tôi là tôi đây. Trời sướng quá ha. Có người thấy ổng có sách là khoái quá rồi. Chắc đi đường mấy ngày nay chẳng ai hỏi han gì hết. Nhờ tới cái quán bà đó, bà này bà cũng mắt sáng sủa đó, mới dòm thấy sách của ổng thì nó mừng quá. Tôi đây. Ok, tôi đây là gì biết không? Bà già liền hỏi tiếp. Bà mà kêu bằng làm bồi vậy mà, chứ chưa chắc chủ quán nữa. Bà già mới hỏi, văn chương của ngài dùng để giảng dạy bộ kinh sách nào vậy? Đức Sơn trả lời tiếp, Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một bộ kinh nổi tiếng, có nghĩa là
Thường thường á, người ta nói kinh Kim Cang là cao đẳng lắm, ít có người hiểu được. Còn nói gì chi mà đến chuyện bình luận kinh Kim Cang nữa. Cho nên anh chàng này nghĩa là top rồi đó ha, số 1. Wow, chắc bà mới cười. Ha ha ha. Không, không phải vậy đó, chắc bà cười hề hề. À, có thể là bà cười. Không biết bà cười sao nhưng mà bà cười. À. Tại sư phụ hồi đó đâu có đó đâu, thành không biết bà cười sao. Nhưng quý vị cười sao? Nói chuyện mà cái kiểu mà lạc nhách như vậy mình cười sao? Hả? À? Hả? Khà khà khà. Hả? À? Cười sao? Ha 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 ha. Anh chàng này vô duyên quá hả? Nói chuyện lạc nhẽo như vậy thành là bà cười cái gì ha? Không phải bà thường đâu nha. Tiền sư Sùng Tính ở gần bên thì thế nào chắc cũng bà truyền tâm ấn rồi. Phải không? Có pháp quán âm rồi hả? À, có ID card rồi hả? Mà giấu á, đâu cho không biết đâu. Rồi à, bà cười khà khà khà. Rồi cái bà nói rằng á, nhẹ nhàng thôi, tôi á, tôi nhà quê. À, nhưng mà tôi cũng có đọc qua một chút kinh sách Phật. Bây giờ ông cho tôi hỏi một câu. Nếu như ông mà giải thích được câu hỏi này á, thì bữa nay tôi cho ông ăn điểm tâm free of charge. Khỏi trả tiền. À, còn nếu mà ông không trả lời được á, thì sao? Thì... À? Phải trả tiền hả? Cái gì? Trả gấp đôi. Bỏ kinh lại. Bỏ kinh. Bỏ gì? Bỏ kinh sách lại. Đốt sách. Bỏ đi. Ê, sách trăm củi. Chú cho mấy người sao mà ác. Ta mới tới chân ướt chân ráo mà đòi sách vở người ta viết cả mấy chục năm trời đó. Gánh nặng nề tới đó nữa rồi trăm củi. Hả? Thì cái chứ không trăm gì uổng hả? Chăm để chặt nhà. Sao? Hả? Cái gì? Làm đệ tử của bà. Ờ. Bà đâu có thâu cái thứ đệ tử vậy. Hả? Làm công ở đó. Làm công ở đó. Ờ. Nhìn đói. Ừ. Trả tiền lại cho bà hả? Chưa trả đâu trả. Yeah, money back hả? Rồi, đúng rồi, thì bà nói vậy nè. Nếu trả lời không được á, thì xin mời đi ra khỏi đây. Tiệm của tôi không bán điểm tâm cho những người vô tích sự. Bà già sao mà bà nghiêm quá hả? Lẽ là phải cũng đưa cho một cái alternative living flyer chứ hả? Khuyên ăn chay rồi này kia chứ hả? Hả? Dạ, cho quyển sách biếu hả? Rồi cho cái địa chỉ của Supreme Master Television á. Đóng coi giống khai ngộ một chút cái đuổi người ta ra vậy. Chà, nghiêm khắc quá trời. Hồi xưa mà tu thì tu đàng hoàng, không tu mà cái kiểu mà sách vở mà đem tới là họ ghét lắm. Họ biết là cái thứ này không ăn nhầm gì. Sách vở đâu có làm cho mình khai ngộ được. Nói cái ông này là chắc là kêu bằng một sách thôi. Tối ngày cắm cổ vô trong cuốn kinh điển mà không hiểu gì hết cả, rồi viết lung tung bậy bạ, còn mê hoặc quần chúng nữa. Hả? À, kêu bằng dẫn dắt quần chúng đi sai lầm nữa. À, chứ không phải mình không khai ngộ không mà đủ rồi, còn viết sách tầm bậy tầm bạ ra nữa. À, người ta đọc người ta tôn trọng mình nhưng mà người ta đi sai đường lạc lối hết. Tức là những người này nghiệp chướng bự lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên bà không có dám lạnh mấy cái người này. Không muốn chơi với mấy người này. Nó làm bạn cũng không muốn nữa. Nó chọn bạn mà chơi chứ hả? Ok. Ngu như vậy mà mấy người này khó độ lắm. Ý vậy đó ha. Nhưng mà bà cũng hơi nghiêm khắc hả? Nhưng mà đây là bà giúp ổng đó. Nếu mà mềm mỏng với ổng, ổng tưởng ổng ngon lắm. Tại hồi đó giờ bao nhiêu người mềm mỏng kính trọng ổng rồi. À, nếu bây giờ tới đây mà không có đối đãi với ổng như vậy thì ổng làm sao ổng sực tỉnh lại. À, ông quen cái thói mà bị người ta cung kính rồi. Tại vì thường thường ngoài người đâu biết gì đâu.
Thấy ông viết Tràng Giang Đại Hải như vậy đúng ngon lành lắm rồi ha. Ok. Ít ra ông cũng có thời giờ để viết. Còn mấy người kia người ta đi làm lụng cực khổ, người ta kiếm ăn, đâu có ngồi không rảnh mà ngồi không viết tầm bậy tầm bạ. Ok, Đức Sơn Đại Sư ok liền. Bà lão lên tiếng hỏi. Bà hỏi rằng trong kinh Kim Cang, tại vì ông bình luận kinh Kim Cang thì bà dùng kinh Kim Cang bà hỏi ông. Nhiều khi á, cái kinh điển không có phải là vô dụng, nhưng mà tùy theo mình dùng cách nào. Ông này á, đọc kinh giống như đọc mù mắt vậy, không có biết gì hết. Còn bà này đọc kinh là để mà giảng cho những người mù mắt đó hiểu. Cho nên hai người đều là đọc kinh Kim Cang hết. Và một người thì bị kinh Kim Cang kim vô, vây khốn vô. Còn một người kia thì hiểu biết kinh Kim Cang để mà giảng giải cho mọi người, chứ không phải là những người khai ngộ rồi không biết gì cả, không có đọc gì hết. Cũng phải đọc chứ, để mà người ta hỏi mình biết cách mình trả lời. Mà cái khi mà đã tu hành rồi, không cần đọc cũng hiểu nữa. Nhưng mà cũng phải đọc đặng biết trong đó nó viết cái gì, đặng mình trả lời giống như vậy thôi. Nếu không mở kinh Kim Cang ra hiểu liền, khỏi cần mà phải ai giảng nghĩa nữa. Thì bà đó như vậy đó. Bà không cần phải sách đèn bao nhiêu năm mới hiểu kinh Kim Cang. Tu hành phép Quán Âm xong rồi hiểu hết trơn à. Dễ. Rồi. Bây giờ bà hỏi như thế này. Trong kinh Kim Cang á, có dạy rằng tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại cũng không thể có, tâm vị lai cũng không có luôn. Vậy thì chẳng hay thượng tọa định điểm cái tâm nào trong quán của tôi vậy? Điểm tâm. Phải dùng cái chữ điểm tâm thôi. Điểm cái tâm gì đâu có tâm gì đâu điểm. Ý vậy đó. Bả làm khó dễ mà. Lúc này ngài đó là thượng tọa rồi đây. Tức là đó là vị xuất gia tu hành rồi, chứ không phải người bình thường. Thành ra bả không có đưa cái truyền đơn mà ăn chay cho ổng, tại vì ổng ăn chay rồi. Mình có thể đưa cái truyền đơn SOS. Ăn chay sống sanh cứu địa cầu mà. Ok. Đức Sơn Đại Sư sửng sốt. Đứng như trời trồng. Không nói lên một lời nào cả. Ông đành phải mang cái bụng đói meo và những cuốn sách để ra đi. Không ngờ rằng một bà lão tầm thường, mỗi có một câu đơn giản như vậy mà đã đánh đổ nguyên một gánh học vấn của Đức Sơn. Tuy rằng ông đã học thuộc nguyên bộ kinh Kim Cang, nhưng chưa bao giờ đụng phải một câu hỏi hóc búa đầy mẹo luật chữ nghĩa như vậy. Chẳng những bà hỏi kinh Kim Cang mà bà còn chơi chữ nữa. Điểm tâm mà. Điểm cái tâm nào bây giờ đó. Ok. Tại ông vô đó ông muốn điểm tâm. Hỏi không có tâm làm sao điểm. Điểm cái tâm gì? Bà chơi chữ mà. Anh chàng này ngớ ra. Tại hồi đó giờ đâu có đụng phải những cái tay cao thủ như vậy. Thường thường những người bên ngoài họ đâu hiểu gì đâu. Họ thấy Tràng Giang Đại Hải sách như vậy, họ đồng hồi ngủ gục thôi. Thì nó ô hay lắm rồi. Nếu không nói hay sợ người ta nói mình ngu. Thành ra ai cũng đồng thanh nói là hay vậy đó. Không hiểu gì hết cả. Cái người viết cũng không hiểu, người đọc cũng không hiểu. Thành ra đâu có ai mà bắt bẻ gì ông được. Cho tới giờ này đụng phải cái tay bà này, mình coi vậy là mình thấy rõ ràng là gậy ông đập lưng ông ha. Ông Hòa Thượng này dùng cái kinh Kim Cang và dùng chữ nghĩa của mình, bị người ta dùng cái chữ nghĩa và kinh Kim Cang của ổng mà đập lại ổng. Rồi cái Đức Sơn phải tiếp tục quải gánh lên núi. Tuy rằng bị đánh một trận như vậy mà chưa chịu thua, bị đứng sững người vậy thôi nhưng mà chưa thua. Quẩy cái nguyên cả cái gánh sách lên núi luôn để gặp ông thầy bự trển á. Cái bà chủ quán này ha, chắc là một trong những đệ tử mà ha, mở quán để mà tiếp đãi đồng tu mà, phải không? Ông này lạng hoàng vô đây múa rìu qua mắt thợ. Thôi lên núi rồi, gặp Tây Tổ rồi, gặp Sùng Tính thiền sư Tây Tổ. Ông tức quá, hỏi liền một câu, tại bị bà già đập rồi bây giờ còn đau mà. Lên cái gặp thiền sư cái đập liền ổng. Không phải dùng gậy đập mà đập bổ trên đầu bằng một câu hỏi. Tôi nghe nói Long Đầm là nơi rồng ẩn cọp nấp, nơi đây bao gồm những tinh túy của thiền tông Nam Phương. Nhưng mà tôi đến đây nửa ngày mà long chẳng thấy long đâu hết, đầm cũng chẳng thấy đầm. Dám hỏi thiền sư như vậy là thế nào? Ông cũng chơi chữ mà ha.
Lông là rồng đó mà ha. Nó lên đây sao không thấy rồng, rồng không thấy cọp gì hết. Ý có nghĩa nói là sao không thấy ai đáng giá. À, toàn đồ bỏ. Cọp rồng là tượng trưng cho những người xuất chúng. À, mà ổng lên ổng khinh miệt, ổng nói sao không thấy gì hết trơn. Đúng là mù mà. Mù sao thấy được. Ok. Rồi cái thiền sư sùng tính điềm đạm nói rằng ông đã tới Long Đầm rồi. Vậy thôi. À, biết tại sao ông nói vậy không? Là không có trả lời gì nữa, cao thâm huyền bí mà chỉ nói ông đã tới Long Đầm rồi. Hả? À, thì tới đó rồi còn nhiều chuyện, phải không? À, tới đúng rồi vậy thì tới đó biết đó rồi còn nhiều chuyện. Những người thiền người ta biết ở đây là biết ở đây thôi, không có rắc rối lộn xộn. Không có hỏi này hỏi kia, không có biện bạch lung tung có chuyện gì đâu. Tới cái chỗ đó thì tới rồi thôi. Ừ. À, thì trả lời một câu gọn gàng thôi, ông đã tới Long Đầm. Ý nói là sao mà nhiều chuyện quá. Ok. Cool. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng trong vòng nửa ngày thôi mà anh Đức Sơn đại sư á bị đánh bại hai lần. Có năm chữ thôi mà sùng tính thiền sư á làm như là búa bổ vô đầu ổng á. Ừ. Trời, ông đại sư Đức Sơn này xấu hổ quá. Ừ. Từ giã ra đi. Nhưng mà sùng tính thiền sư cố cầm giữ lại. À, thấy cũng có đường cứu được, biết hổ thẹn là cũng có thể được rồi, chứ không phải đứng đó mà kêu bằng đánh binh bông hoài, cái là nói một câu trả một câu, nói một câu trả một câu giống binh bông á ha. Thì là ông thấy cũng được, à, cũng biết xấu hổ, cái là có lòng khiêm nhường thì cũng có chỗ dạy được. À, cho nên thì ổng nói thôi ở lại chơi, uống trà đi, biết cũng đói rồi. Tại vì ổng biết là ở dưới kia bị đập rồi. Đập mà đói bụng mà vác cái gánh sách bự như vậy thì chắc cũng sắp xỉu rồi. À, chắc là vị thiền sư này có lòng nhân từ. À, hoặc là ổng nghĩ là sợ ông này ổng chết đói đây, cảnh sát tới mệt tôi. Thôi thà để ông ở lại ăn miếng cơm rồi tính sau. À, ok. Thì bữa đó ha. À, cái đại sư Đức Sơn ngồi cú rũ ở ngoài sân chùa, không có vô trong cửa chùa. Sùng tính thiền sư bước ra mới hỏi rằng sao ông còn ở ngoài đó mà chưa chịu vào đấy? Nghĩa là sao chưa nhập môn? Sao mà còn đứng lẩn quẩn ở bên ngoài vòng của trí huệ như vậy, ý như vậy nữa luôn? À, Đức Sơn trả lời, trời tối lắm, ui không thấy đường. Biết rồi, mù mà, à, đúng là không thấy đường thiệt á chứ. Sùng tín mới thắp một ngọn nến đem ra. Ừ. Đức Sơn vừa định tiếp lấy ngọn nến thì sùng tín thiền sư thổi tắt đi. À, tự nhiên Đức Sơn khai ngộ liền. À, biết tại sao không? Trong khoảng chợp mắt giữa trạng thái từ sáng biến thành tối, ông đã thực sự khai ngộ và trực tâm của ông đã nhận ra chân lý của thiền. Ông cung kính bước ra làm đại lễ trước mặt sùng tín. À, sao dễ vậy? Biết sao mà ổng khai ngộ liền không? À, có biết gì không? Không, không biết gì là. Đâu phải cái ngọn đuốc mà ổng khai ngộ. À, cái truyền tâm ấn của đại sư. Có thể là bữa đó ổng được truyền tâm ấn rồi, nhưng mà ổng còn mặt mày nhăn nhó, còn nghĩ tới cái bà chủ quán ở dưới kia chưa có xả bỏ được, cho nên cái lúc ngồi thiền không thấy gì hết trơn. À, hoặc là sùng tín thiền sư để cho đệ tử truyền tâm ấn thôi, có thể vậy thôi. Rồi tại vì ông thấy đệ tử còn chưa có ngang hàng với mình mà gì truyền tâm ấn cho tôi, có thể ông là thượng tọa rồi, còn đệ tử của ngài sùng tín á có thể là tỳ chú tiểu nào đó thôi, mới vô thôi. Hoặc là cũng có thể là một vị tại gia thôi mà được sư phụ chỉ định cho truyền tâm ấn đó mà. Ví dụ như nhiều khi sư phụ cũng phái mấy vị xuất gia đi truyền tâm ấn bên ngoài đấy. Nhiều khi những vị đại đức hòa thượng tu lâu rồi đó, nghĩ xong mà phái đứa nhỏ qua trẻ trẻ qua truyền tâm ấn, nhưng mà đâu có ăn nhầm gì. Cái thân thể đâu có phải là điều quan trọng trong cái việc truyền tâm ấn. Ừ. Ấn đâu phải người đó truyền đâu, phải không? Truyền là lực lượng của vũ trụ mà. Ok. Cho nên cái khi mà
ổng chưa có khai ngộ nhiều lắm á, hoặc là không có cảm thấy mà hài lòng với cái sự truyền tâm ấn á, ông ngồi cứu rỗi bên ngoài á, có nghĩa là cảm thấy đi tới đây mất công, truyền tâm ấn cũng vậy thôi ha. Cho đến khi Xuân Tính đi ra, rồi chắc ổng cầm cái đèn đem ra, nhưng mà anh chàng này tưởng đâu là đem đèn đưa cho ổng, ổng cầm lấy tay, tức là Xuân Tính không có ý là đem cái đèn lại cho ổng. Tính dẫn ổng đi vô, nhưng mà ổng tưởng là đưa cho ổng, ổng cầm lấy thì Xuân Tính tắt đi. Thì có nhiều khi, thí dụ như quý vị ngồi thiền nhiều khi ha, thấy sáng đèn sáng vậy thì không thấy gì cả, mà tự nhiên tối tối thui cái tự nhiên thấy hào quang sáng rực, phải không? Nhiều khi cái vị thiền sư á, họ truyền tâm ấn một cách khác. Thành ra cái lúc mà Xuân Tính đi ra thì có cái lực lượng của vị thiền sư truyền cho ổng đó, hoặc là có thể là đụng trên cái mắt trí huệ ổng một chút trong cái lúc tối đó, ổng bừng ra liền. Trong lúc đó ổng mới biết rằng không cần mắt mà thấy được, không cần tai mà nghe được, phục rồi. Cho nên thấy rõ ràng có hào quang rồi, nghe âm thanh của Phật tánh rồi, thì dĩ nhiên phải quỳ xuống bái sư thôi. Ok, vậy là xong. Khi Xuân Tính đại sư mới mỉm cười hỏi rằng ông đã thấy được những gì, thì Đức Sơn trả lời rằng kể từ ngày hôm nay tôi không dám hoài nghi vào đầu lưỡi của những lão hòa thượng nữa. Ý là ông đã thấy hết rồi, biết hết rồi ha. Những vị lão hòa thượng hồi xưa đó, ý nói là những người tu hành hồi xưa, họ viết lại những cái thể nghiệm của họ, hoặc là họ nói họ nhìn thấy cái này cái kia đó, thì bây giờ ông cũng nhìn thấy y như vậy. Cho nên ông nói rằng tôi không còn hoài nghi những vị lão hòa thượng nữa, những vị tu hành trước mình đó mà. Ok. Ngày hôm sau hả, Đức Sơn mang nguyên một gánh thanh long sơ sao mà ông đã tốn công trần hơn 20 năm để trứ tác ra giữa chùa châm một mồi lửa đốt cháy sạch tiêu. Đúng gì đó, đúng rồi. Để anh chi ha, chặt chỗ. Bây giờ biết là mấy đồ vô dụng, đúng y như vậy đó. Tức là ông thiệt là khai ngộ rồi đó. Nếu một người không khai ngộ, không bao giờ làm như vậy được. Tại vì cái lòng chấp nhất 20 năm công trình nó viết ra rồi in ra rồi đi đâu cũng gánh theo. Bây giờ tới đó khai ngộ đố có chừng. Vô dụng mà. Toàn là những từ ngữ trống không, không có ích lợi gì cả. Nói tới nói lui vậy, chặt giấy, uổng công, uổng mực. Cho nên bây giờ ông biết rồi. Từ đó trở đi ha, Đức Sơn đại sư đã có thể vượt qua những chướng ngại của chữ nghĩa. Của văn chương, phá vỡ cái vô cùng của ý thức và khai phóng được tất cả những lực lượng tiềm ẩn bên trong. Khai ngộ rồi thì dễ mà ha, thông mà. Okay. Bây giờ ha, để coi ông đã thành đạo rồi, bây giờ ông dạy học trò cách thế nào đây. Ok, coi từ đây chứ. Trong cái trường thiền của ông, có một hôm kia ha, Đức Sơn thượng đường, tức là lên ngồi trên đây đây. Bây giờ thành đạo rồi, giờ có đệ tử rồi nha, ngon lành ạ. Nói với đệ tử rằng, bữa nay ha, cấm tất cả mọi người không được nói chuyện gì cả. Người nào nói sẽ bị đánh 30 trượng. Ở ngoài kia đã đánh rồi, vô đây thì quýnh nữa. Ở đây sư phụ chỉ sơ biểu đừng nói chuyện thôi, sợ làm phiền hàng xóm. Mấy trăm người như vậy mà nói ào ào lên ai chịu nổi. Với lại để mà mình chú tâm niệm hồng danh, với lại chú tâm để vọng bên trong ha, cho nó có định ở đây. Lúc mình ở đây càng định càng tốt, càng định thì càng câu thông với nhau, câu thông với sư phụ bên trong. Thì lúc đó có một người đệ tử bước ra đảnh lễ Phật thôi, Phật là Phật gỗ đó mà, tượng Phật á. Đức Sơn sai người căng đệ tử đó ra đánh đòn. Đệ tử này cất tiếng hỏi, con ngậm miệng từ nãy giờ không có hỏi đến một câu, tại sao sư phụ lại đánh con? Đức Sơn hỏi rằng, ngươi là người ở vùng nào? Anh chàng nói, đệ tử là người xứ Tân La, tức là miền Trung Triều Tiên bây giờ đó. Chà, từ Đại Hàn qua đó học ha, xa xôi ha, qua bên Trung Hoa học. Đức Sơn mới nói rằng, trước khi ngươi chưa xuống thuyền đã đáng đánh 30 trượng rồi. Lời nói có nghĩa là chưa ngộ đạo là đáng đánh đòn, chưa xuống lạy mà đã được đánh đòn, tại sao? Thấy không? Thành ra còn ngu quá, còn chấp chấp nhất tượng đó.
Thí dụ bây giờ quý vị đã khai ngộ rồi, quý vị muốn lại tượng Phật, ông có sao? À, mình khai ngộ mình lại gì cũng được. Còn cái người này á, lại không phải khai ngộ mà lại. Ờ, ông đã nói đừng có nói chuyện gì hết. Mà cũng chạy ra để nói là tôi đâu có nói gì, tôi đi lại Phật được. Ồn ào quá đi, ồn ở trong tâm á. Với lại không có khai ngộ mới như vậy, ồn ào. Ừ. Có một lần kia nữa, Đức Sơn Thiền Sư nói với chúng đệ tử rằng hôm nay á, nếu ai mà hỏi bất cứ câu gì đều sẽ bị tội. Kẻ nào không ngộ hỏi là người ngoan. Ok, có một vị tăng bước ra lễ Phật nữa. Trời ơi, sao không có chịu mà coi cái gương của ông kia bị quýnh đòn rồi, cũng dám bước ra lễ Phật nữa trước mặt của thầy nữa. Cái Đức Sơn cũng sai đệ tử nọc ra đánh luôn. Ông đệ tử này kêu oan, quay. Con có hỏi điều gì đâu, có phạm quy luật đâu mà sư phụ quýnh con. Đức Sơn điềm đạm trả lời rằng, đợi cho đến lúc nhà ngươi mở miệng hỏi thì còn có thể làm gì được nữa. Hỏi quá sức rồi. Tới đó là, nghĩa là đã tuột xuống xa quá rồi. Cho nên ông đánh trước đặng cho khai ngộ mà ha. Đức Sơn Thiền Sư trước khi ngộ đạo và sau khi ngộ đạo rất là khác xa ha. Là như hai người khác biệt vậy đó. Trước khi khai ngộ thì ở bên ngoài của ông rất là bình thản, coi như là rất là kiêu căng và bình thản. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng sóng gió dập dồn. Sau khi khai ngộ rồi á, lúc bên ngoài của ông có vẻ rất là uy mãnh và hung hãn, nhưng mà nội tâm của ông rất là trầm tĩnh và bình lặng. Cái đó mới đúng là sự bình lặng thứ thiệt. Thì những người như vậy á, mình biết rằng họ đã chiến thắng chính mình rồi. Ngài đánh đệ tử phải là ổng giận, ổng quýnh ông. Đi ra lại tượng Phật nhiều giận. Hả? Muốn giận cũng khó, phải không? Tại sao quýnh vậy? Hả? Tu hành không có chuyên tâm. Vô đó ngồi đó mà còn chưa khai ngộ gì cả. Uổng công ăn chao của chùa. Hả? Những người kêu bằng tới đó rồi mà còn chấp nhất cái kiểu mà đi ra lại Phật rồi đặng mà trước mặt thầy đặng là thầy nghĩ là ôi già chà, tu hành ngoan ngoãn, không hiểu gì hết trơn. Phật sống ngồi đó không lại, huynh là phải. Nhưng mà thôi tôi không huynh mấy vị đâu, đừng sợ. Huynh gì mất công. Cho nên những người tu hành đó hả, thầy thấy biết liền ha. Nó làm bộ lại tới lại lui kiểu mà rất là đạo mạo, chăm chỉ tu hành kiểu đó hả, đâu có qua mắt được ai. Còn làm bộ ra đó lại để cho thầy thấy mà, làm như là mình hiền lắm, mình không nói chuyện, không hỏi gì hết, nhưng mà đi ra lại Phật kiểu ồn ào để cho gửi cái sự chú ý của thầy nữa, kiểu đó ồn ở trong tâm á. Những người này không cần hỏi, không mở miệng ra la lối gì cũng ồn quá trời, hiểu chưa? Tâm không có ổn, không có khai ngộ. Cho nên nhiều khi thầy đánh như vậy đặng cho nhớ mà để kiểm thảo cái tâm của mình, ồn bên trong á khó hơn là ồn bên ngoài, thấy không? Quý vị biết rồi mà, ở nhà cũng vậy thôi. Nhiều người á không nói chuyện với mình nhưng mà đi tới đi lui làm cho mình lúc nào cũng biết người đó ở gần bên á ha. Nhiều khi ở xa xôi mà cái tâm của họ cũng níu kéo tới mình, làm cho mình cũng bực bội ở nhà nữa. Thì những người đó là vậy, không có khai ngộ, mệt lắm. Rồi, cảm ơn ha. Ngồi ngoài vườn vui hơn ở đây. Ở đây nực quá. Ở đây nghiêm túc quá. Ok. Mai chừng nào ra lấy kẹo bánh ha. Ok. Dòm rồi. Ok, sư phụ đi thăm lấy thì tàu. Ok hả? Ok. Ở ngoài vườn tốt hơn, ở đây nực quá. Còn cao quá, cảm thấy giống như thầy tu. Giống như thiền sư. Hey, good. Translate for you also. Yeah.
Yeah, if then you stay here, so you have some translation. Good. Okay. Happy. She's clean. Very clean. Clean all day, 4 or 5 times. Clean before come here. With vinegar. Hey, hey, hey. Not everybody like dog. Come. Ayo. Too friendly. Too friendly. Too friendly. Love people. Loves people so much. Happy, don't lick everybody. You're a different cream, you get sick. Huh? Yeah, she loves people. 她很爱人啊。 是, 很会保护人。 OK, 你们好吗? 好。 我有一个故事想讲给你们听啊, 抓鬼的故事。 抓鬼的故事，抓魂的了。OK， 告诉你一个那个抓灵魂的故事，<笑>不是抓鬼吧？<笑>我也没看过这个故事，我就看那个题目而已哈。嗯，这个是大概中国故事吧？有一个人他叫柯璇呐、啊，有没有听过？没有。嗯。 那你们不是中国人哈<笑> 人家吊个吊整一个像嘛，用石头吊起来的啊，不是人的，是吊像，跟佛像那里懂不懂啊？像，他可以把这个像啊，给他走路哎，啊，把它弄成可以像活生生的那个一个像一样可以走路，哇，好厉害，啊，厉害哈。 他也可以跟那个说蝴蝶那些讲话，哇，好厉害，更厉害，嗯。他也可以叫那个蚱蜢哈，他可以叫他跳舞哎，嘿嘿，好厉害，你们会不会？我也不会，<笑>没有空做这种事，嗯，好。即使冬天。 他也可以种菜，啊，夏天他也可以弄冰块，哇，厉害，都很方便哦。你们如果练习这种的话，就即使世界那个暖化怎么也不怕饿啊，是吗？嗯，有一次听说了哈，有一次哈，啊，他跟他的朋友出去玩，然后他们口渴，看到一个井。 不过没办法拿水出来喝，嗯，他就用手指一下而已，那个水从那个井跑出来，啊，还有一个那个什么被子哎，啊，水井跟被子都跑到大家的手上，哇、哦，太厉害了，这个我们这个时代正需要哈，<笑>是不是？哎呀，我们挖洞以后都是用这些，就不用挖水井什么，不怕那个没水。 有一年有那个干旱啊，太厉害了，国王哈、啊、就请他来，然后问他能不能弄那个水啊，杀鱼。<笑> Sit down, Harvey. Sit, okay? Oh, she's too excited now. 他拜托让他带来，嗯，拜托带他来。 不想睡觉，在家里，拜托来这边，然后吵闹这样。 No, 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 sit down, sleep.
他这个科学哈，科学，他就把它画画一些东西而已啊。马上就下雨了，意思说这个人啊很厉害嘛，什么都会啦，懂不懂啊？呼风唤雨哈，然后跟那个蝴蝶也可以讲话哈，然后叫什么那个蚱蜢跳舞哈，然后要喝水的话，水就跑到他的嘴巴上这样子等等哈，嗯，有一次哦，在一个地方哈，有一对鬼啊，在那边闹鬼，鬼当然要闹鬼，不闹鬼就闹什么啊？还要闹鬼。这对鬼哈，他就跑到一个像土地公庙一样，有没有？然后把那个占领那个庙啊，然后就啊哇虐待这些那个军人啊，叫他们把拿那个饭菜什么供养呢带到那个庙里面给他吃，天天给他们吃，哇，人家很那个很痛苦啊，因为如果有一天忘记没有供养的话，他们会闹鬼。他给很多人烦恼就对了哈，就是鬼嘛哈 ，OK。所以这个科巡呢，就跑到那个村里面，直接跑到那个庙那边去看看。他看到那些鬼呀、啊，都坐在天花板那些什么梁啊啊，在那边那个吵来吵去。然后他看到科巡来，就说。你那个供养的东西呢？啊，赶快放那边给我们信享。不过科学呢没有回答他，不理他们。然后他们就哇，弄暴风暴雨一大堆哈。他们用神通嘛，那石头把它吹在他的身上，啊，差一点死掉那种。不过终于哈。那个科巡跟他们讲哈，你们呢、啊？如果还继续闹鬼的话，我会把你们关在一个葫芦里面啊！如果你们不停止的话，我会关在葫芦里。有没有记得有一些西方也有这种故事？有没有啊？有一些神或是鬼什么的，放在一个什么灯笼里面哈，灯哈、啊、一个灯啊，然后如果你摸一摸这样，它就跑出来。跑出来，如果你把它打开了哈，摸摸了，然后它就跑出来，它问你要什么，它会给你愿望成真这样哈。不过那些鬼都不听哦，不听它，都继续闹鬼，然后它就会用神通的画符咒啊，把这些鬼魂把它吸到它那个葫芦里面去，真的是有这样做的。科巡哈，带这些鬼啊，在他的葫芦里面跑，这个从那个庙里跑出来，哇，全村都在那边啊，那个呼唤什么的，赞叹的不得了。他就跟他们说：“我已经把这些鬼抓了啊，从今天他们不会再麻烦你们。”然后他还画一个符咒哈。都贴在那个庙前面哈，还有贴在他们的家里的。从今天呢，谁都不敢来这边打扰你们。哇，我们如果有那种符咒多好哎，啊，你把那个世界暖化，把它赶走哎。哦，意思是哇。他很多神通就对了。有一次哈，他在那个华山走来走去，然后看到在一个房子上面有一对那个黑云呢、啊，哈、哦，黑云在那边，在他屋顶上，不过他知道这个就是有一个比较凶恶的那个鬼魂呐、啊，在按在他那个房子上。所以他哈、哦、就把自己变成一个农夫啊，然后就敲门，敲那个人的门。
有一位那个书生啊，啊，就来开门啊，欢迎他。然后，那个科巡就跟他说：“哦，我是农夫嘛，我今天需要一个人帮我忙收集一些五谷那些哈，农产啊，收集一些农产。”然后这位书生就说：“哇，我会很愿意帮你忙哦。”嗯。然后科巡啊，跟这个书生啊一起出去，离开那个房子。远以后，他就跟这位书生说：“哈，在你的家哈、啊、里面哈、啊，有一个很凶恶的那个蛇的那个魂呐、啊，蛇的那个魂，他装扮成你的太太。”哦，哦，太可怕了！哦，我怕了。哦，如果把蛇这样当太太的，太不得了了啊 ！Oh my god， 我们不会认得哈啊！太太呢？然后是一个凶恶的蛇化身的话，我们怎么会认得出来哈？太可怕了。OK。Oh my god， 有更可怕的。他继续说，就说这个蛇哈，所谓的你的太太哈，已经吃很多小孩在这个村里面了。哇，太可怕了。这个书生当然不相信他，哪里有他的太太怎么会这样嘛的凶劣哈，那么凶恶到这样子哈，他不相信。然后这科巡呢、啊、就带这个书生到一个很神秘的一个森林里面去哈，然后给他看一个洞啊，在那个地里面哈，有一个洞，然后里面满满那个小孩的那些骷髅啊等等，哦，然后那个时候这个书生哇，很震撼，就跟他说，我现在怎么办呢？我怎么办？嗯。科损就跟他说：“啊，没关系，如果你今天能够给你的所谓的太太给他忙了哈，啊，意思说跟他陪他，给他忙碌什么的，让不让他有空可以想的，那我就可以把他抓起来。”OK， 所以这个书生哈、哦、跑到那个村里面买了来一卷的漂亮的那个布啊。跟我这个样子啊啊，一卷的很漂亮，回去就给他太太嗯，然后他就在那边跟他太太那个谈了、啊，说这个给你的啊、哦，我们应该怎么做，漂亮的好看，那个装的在那边聊天嘛啊，为了这个漂亮的衣服在那边装了一直聊天，然后在这个时候科巡哈、哦。在那边，在外面哈，弄一个符咒什么的，画画那些你们都知道了哈啊，然后念咒语什么的啊，然后就抓那个他那个灵魂了，那个蛇的，当这个蛇哈认出来是他的灵魂被陷阱了，被抓的哈，被抓，他就变成一个很大的蛇了，很大的蛇了，就攻击他的。先生想把他的先生吞下去，嗯，哇，太可怕了，嗯，有时候是这样哈，像也不一定是这么那么恶劣，不过有一些人看起来好像我们的亲戚朋友哈，那有时候伤害我们的意思是这样子吧，大概不一定是蛇哈，不一定是，意思说恶毒的那种。停止了哈，有时候冤家债主跑回来讨债的，你讲哈啊，呼，太可怕了，这样我不敢有太太哦，告诉你，万一他是这样怎么办呢？你们怎么今天金超超这样？啊？昨天笑很厉害，今天呢静默默的在坐在那边不动啊，怎么会？为什么？啊！鬼哦，怕鬼的故事谁都紧张。对了，看鬼片也是这样子，是不是？
啊，看电影嘛，啊，鬼片是不是大家也很紧张啊？OK OK， 偶尔拍一拍也好玩。那个刚好那个柯隼啊，看到他快要吞他的先生，他就把他那个神通的那把剑啊，把他丢在他的那个蛇的身上，然后把他钉在那个墙壁那边，懂不懂啊？用那个劲呢，把他丢他，然后他就被钉在墙壁上了。哇，那个时候哇，很那个臭味也都跑出来，然后突然间呢，那个什么蝎子那些会咬人的呢，毒的啊，蜈蚣啊、蝎子啊等等哈。从那个墙壁都跑出来，从他那个身上啊，墙壁跑出来，满满这个四周围满满，然后突然他们都会融化变成那种水分的，不过很暗很暗脏的，又很臭，哦，后来那个柯隼呢，他就用另外一个符咒啊，那、变成滑的笑那些掉笑掉。然后那个书圣啊，突然间也吐出来了，啊，吐出来全部那个都是很肮脏的那个，像咖啡色的黑黑脏脏的臭的味道就吐出来，吐好了就好了啊。然后那个柯隼就跟他说：“你哈、被这个蛇的那个鬼魂哈、到目前控制，还有。”杀毒哈，不过因为你有一点福报啊，心里得有一点点善良，所以我还能救你。即使你心里如果没有这个善良一点点那一点那么善良的话，你本人也会变成这个吸血鬼的，跟他一样的，跟那条蛇一样的。然后他就离开了啊，跑到一个山上呢，上那个黄土那个山呢，挖一个洞在那边住，修行。OK， 等那个世界暖化好不好呀？再说。在那边继续修行嘛，练那个仙丹。长生不老的仙丹，我们中国故事都这样子，反正修行就是练长生不老的仙丹就对了。跑不掉啊！我没有看到一个中国的故事说修行的人没有练那个，在那边煮那个八卦炉然后练仙丹，从来没有一个人不练的，懂不懂？全部都练这个啊，那个八仙啊、鸡神什么都是练那个仙丹的嘛，听说嘛，大概是上证的吧，哈。不一定是真正的那个仙丹，这就是解脱嘛哈啊，永久不生死轮回那个嘛。OK， 也许他可以活很久啊，谁知道啊？我们找他问问看啊。不过如果世界暖化全部没有的话，大概那仙丹也没用吧啊。用了住在哪里呢？你滑那么久然后住哪里，没菜饭吃也是很痛苦啊，别人都死光光，你一个人也是很孤单嘛啊。然后那个时候要死也不行，因为长生不老。我不要了，不要那么冒险好不好啊。要生就生，死就死嘛，何必啊？滑那么久应该有好的那个环境哈。饭菜哈，天天足够给我们吃啊，空气要好啊，那个森林都很那个美丽的哈，那种山都很高漂亮的哈，该冷的时候就冷，该热就热啊，然后都很那个舒服的，我们才要活这么久是吗？哎呀，如果不舒服就何必嘛哈。然后我们先看看世界好不好，然后我们才去练这个仙丹 ，OK？ 大家小心哈，不要乱练了。已经练了也不要乱吞下去 ，OK？ 慢慢来，几年以后再说吧。啊，几年了以后要吞来得及嘛？哈、
有一个冬天的早上，他就去外面收集那木头嘛，干木材啊，去拿木材，还有拿那些矿物，还有那些根啊，那药根那些嘛，有没有？他这走路空空的哈，不穿鞋子，那头发呢这样子让他下去，然后，他也穿那种比较简单的哈，不是很长袖的。OK， 有一位那个去砍木材那个，他又有两个女孩子跟他在一起，两个女孩子看到他在那边挖什么洞的，在那个水里面挖洞，他不知道他就是一个神通广大的人，他们两个女孩子啦，小女孩子不知道他们是神通广大的一位道士，所以他们跟互相跟他讲，哦，这位老翁哈、哦、很可怜呐、啊，啊，他鞋子也没有，他衣服也这么那么薄薄，穿不够温暖这样子，那我们应该帮他忙啊，哇，很善良嘛，所以那两个女孩子，一个是弄一双鞋子啊。然后另外那个女孩子就是织一个那个温暖的那个毛衣给她，他们两个弄好了以后，一个是鞋子，一个是毛衣，就跑到她的房子那边敲门的说，嘿，老人家我们有弄鞋子跟那个毛衣给你穿温暖，他们听不到回答的声音，他们就自动开门了，开门以后进来，他就看到里面有炼丹的那个，他也不叫炼丹了，就是一锅子很大啊，在那边有火了，在那边继续烤的，那一直冒那个烟出来的，开了冒烟，然后他有一个那个笔记啊，一块这样子他放着哈。放在那个旁边，就说谢谢你们两个带那个礼物来给我。他已经知道了，还没来已经晓得，大概往生了吧。他就说，如果你们打开那个锅子，里面有两半份那个蛋呐、啊，药蛋，他讲药蛋，他没想仙蛋什么。这个就是我的礼物送给你们，一人一半，一半而已，一半那个蛋而已，所以他们两个把它吞下去了，认为是不要吗？既然人家给就吃吧，吞下去的以后，从今天他们两个怎样？不老啦，不像我们两个那样子啊，不像我跟你那样子啊，老伯啊，他们两个吞一人一半，就从今天停止老了。那现在，比方说18岁就保存这个样子，哇，太好了，哇，我去找。他们活到100多岁。到时了以后还是年轻轻那个样子，时间到了就走，不过脸就不老。还有他跑到另外一个桌子上面，有看到一封信，里面他还有写哈，这个是药精函呐，两位得药精到那个天上那边去，然后写他的名字，就那个时候，那两位才知道，哇，这个就是神通的道家广大了。OK， 讲完了，讲完了，哎呦，算来这边给你们一个那个什么额外的画红嘛，明天回去吗？是不是？我是后天，全部明天走啊？今天哦，今天对了。
啊，几个小时就走了，啊，走得快乐吗？快乐。来得快乐，走也快乐哈。哭哭闹闹说不要走，不过如果我叫你们留，你们就哭哭闹闹又回去。舍不得走，我相信你吗？啊，好了好了，相信相信，哎，有一些想留不能留啊，有一些能留不想留，世界都是这样子啊。不过你们在家还有可爱的业障等嘛，啊，有那个很合得来啊，那些老鼠啊。可爱的羊啊，啊，老虎啊，猪啊，啊，等等是吗？哎呀，在家里等满满，怪怪的那个什么兔子啊，啊，听话的那些蛇啊，不像我们这边这种蛇哈，不像这个故事的蛇，你们蛇是比较可爱是吧？好吧好吧，那就我祝福你们好运。如果有什么事的话，去找那个柯群好不好？做土就有德，嘿，像那个畜生哈，他跟蛇住在一起这么久，被毒到这个样子哈，已经灵魂都不治了，还可以得救出来的，因为有在里面有一块好心在那里哈，在心里面有一部分好的心，所以人家也可以救。我们人是这样，师父常常讲过了，只能靠福报了。啊，然后这两位那个木工的女孩子哈，这么好心啊，也就想帮助一个贫穷的老人家而已。不知道他是修神通啊，他冬天也不冷，懂吗？啊，夏天也不热，说过了，冬天下雪他也可以种菜，意思说他给种了菜也给活出来了，用他的气嘛。灌在菜那边，然后菜也可以活了。啊，我不知道我有没有这种神通，不过我在德国的时候有种一些菜，啊，也有活起来呢。那个薄荷嘛，知道不知道？我种在那个我那个房子角落了。有水都下在它的上面，不过。你把那个水把它弄开，在下面绿绿的，还滑的，没有什么烂糊什么的，滑的整个冬天夏天什么都滑的，我记得，不过薄荷它会在水下面滑吗？平常？不会。那个 peppermint 不会哈？奇怪，这个滑呢？啊，我那个时候没修行啊，没什么神通啦，素素而已，还没找明是什么，那每天老高亮亮念那个佛经，真的是有这样子，所以我那个时候要喝茶的时候，我就出来拿那个薄荷跟茶喝在一起，那个时候我还喝茶嘛，偶尔啦，我是认为那个是普通的哈，现在想一想才知道那个薄荷也可以活。昨天我有跟你们讲嘛，说冬天也可以种那些嘛，我认为是谁都可以种的，种不出来哈。种不出来，下雪它就会糊掉。真的啊？没有，那个滑得很漂亮。夏天它自己又生回来。我知道这个是冬天滑的。冬天不能滑。有时候水下就上面了。然后把一部分盖起来，一部分也是这样子滑下去，我把全部都滑了，没有一个部分糊烂。这个德国是很冷哎，冬天有时候下雪很多，不可能冬天没下雪的。慕尼黑啊，下雪很多。OK，
Yeah. 然后我又种一些什么菜了，香菜哈，我又把土弄高起来，然后种菜，香菜这样，那也给活了出来。不是夏天，就比较还是很冷的了，还是可以活的呢。你们去看看吧，哈，种薄荷，也许它可以活吧。莲蓟它就不怕水。啊，莲蓟。莲蓟。香菜。香菜。哦，香菜不怕水。它不怕。Coriander 啊。冷的时候，它就睡下来。等到水融了，它就站起来。真的哦。Okay、我家有种。哦，太好了，那你们可以这样种啊。也许你有神通，谁知道呢？你不跟我们讲呢？你看起来很像那种道家的，啊，胡须白白的哈，脸红红的，就很像那些画画的道家那个寿翁那种，有没有？啊，我两只桃子那个有没有？一个桃子放哪里？讲，藏起来，我知道嘛，啊。看起来很健康哈，哎，很像以前那些道家的住在那个山林里面的，不过他住在巴黎呢，热闹的一个城市哈。我们修行住哪里都 OK 嘛哈，大概心上快乐才这样哈，心情快乐哈。你一个人住吗？小孩太太？跟我师姐。师姐啊，小孩呢？小孩另外住。啊，住远了，是长大了哈，出去了。OK， 你跟姐姐和好吗？师姐和得好吗？有时候好，有时候有的时候不好，也是这样嘛，快乐。哎呀，很棒。这样对我们修行也好。啊，有考验哈。是啊。要有一个忍耐嘛。真的、啊，讲得对。哦，有所压力哈。这个世界嘛，魔障太多了。我那些帮手也被考得很厉害，也是很可怜，很可怜。如果修行高等一点，就比较考验可以小一点，或是不会被感觉到。就修行不好的，哇，被考得太厉害了啊，太靠近了嘛，哎，靠近了啊，会感觉到，即使他没有做什么，我也感觉到压力。有时候真受不了，有时候真受不了，讲不出来了啊。不过还是忍耐嘛哈，反正没办法。有时候很严重哎，有时候很严重，我怕那个会那个暴力出来那种感觉，不是普通的，懂吗？有时候我自己家也要灌得很紧呢。要这样子，因为一个人住嘛，没有人保护啊，啊，万一有什么嘛，锁门比较安全。你们在山洞要锁好，怕那种蛇，哎呦，要吞人的蛇，有时候就是这样啊，我们。跟某某人当经济朋友哈，结婚哈，我们也是这样恋爱出来嘛哈，那我认为是 OK 的，不是说每次都 OK 呢啊，有时候他业障比较多，你业障比较少，你也不会知道的，所以常常那个发生事情啊，然后心情都很烦闷的，哎，不一定是杀赌上这条蛇。不过也是一种很不愉快的气氛，啊，有时候也是很那个被压的，压力很大。有时候我想跑出来这样子，因为坐在那边受不了。比方说讲那种感觉哈，我也有这种啦，有时候啦，有时候他们业障多来的时候，是冒出来这种那气氛。还好有修行，当然有控制了哈，不然的话，如果有，所以外面的人有时候不修行啊，腹肌有时候会常征那种暴力嘛，有没有？修行当然比较少，也许有压力，不过没有发生到这样子哈，因为在世界很难修嘛，很难修，压力是周围都有，特别这个时候那个魔他很闹事啊。闹得很严重，
因为如果他快被消灭的时候，这闹这一次跟这条蛇一样，他知道他被抓的时候，他变成更大的一条那个蟒蛇了，他想吞他的先生下去，懂吗？嗯。然后还好有这位神通的道家，不然那位先生就完了啊。嗯，即使蛇被抓，那个先生也命不能保了。哦，太可怕哈。不少真的有这种故事吗？不是上征那种啊，上征是跟那个修行的人啊有一点道心，然后有一位名师来叫他、啊、了解吗？嗯、啊，你什么眼睛不好哈、啊、眼睛有问题哈、啊、不是，怎么了？有点心情不太好。哦，这样啊？为什么？就刚才您说自己一个人挺孤单的，有的时候，有的时候压得自己喘不过气来。你哈？我跟您说的时候，我觉得我心挺难受的。你也有这样哈？不是，啊？说不好，我觉得听您说完以后，就心情就不好。听您刚才说自己呀、啊，有的时候压力也挺大，又自己要把自己关到屋里头，没有地方去说呀。哎、啊，师傅哈、啊。你说我是不是你、啊、讲得不清楚，我认为你有什么问题自己锁起来，自己孤单，我认为是你有问题。因为昨天他有说他跟老鼠和得很好，今天又说不好，说我混淆了一点。我说昨天怎么做那么好，今天怎么说一个人孤单哦，老鼠跑哪里去了？我懂了，一直说师父意思。哎呀，这个嘛不是第一次了啊，我会过得去的，哈。当师傅是很多代价嘛，啊，应该知道的，啊。你已经知道了，就不用抱怨嘛，啊，要过去嘛，反正别人 OK 就好了，嗯。因为要这样子，别人才好嘛，啊。业障跑哪里去呢？还是要瘦一点哈 ，OK， 嗯。世界很多苦难嘛，哈。我苦一点有什么关系啊？啊，是跟大家差不多嘛，啊，没有苦这个就苦那个了，哈 ，OK。我认为也许这个就是一种上证的故事了，啊，懂吗？不是常常这样啦，有时候啦，啊，有时候业障啦，或是方便的人，他受那种刚好最重的业障的时候，会冒那种气氛出来，然后。然后就我也要保护自己嘛，当然啦、啊，啊，要保护自己，不然谁保护呢？啊，你不保护自己，谁保护呢？啊，没关系，我有狗啊。对啊，有时候要带两三只狗到山洞，他们就懂了，乖乖了。啊，那没什么嘛，一定有啦，他会保护我。平常是他们有自己的地方，不过有时候我带他们来，因为。很爱他们嘛，想黏在一起睡。有时候，有时候啦，就带他们来喂了，要有伴呐、啊，还要保护一下啊。那个尧舜的时代啊，很远了，嗯、啊，人的门不要锁了 ，OK 。如果当师傅的话，哪一个时代都要锁，就比较安全吧。不是说有外边的反对党而已啊。那边有时候也有啊，懂不懂？嗯，鬼啊，他就抓他们来反师傅嘛。所以，我们是修行，不过也要有那种准备心就 OK 了嘛。哎，没问题。我认为这个就是上征的故事哈，比如说像我们人哈，既然被在这个世界被污染嘛，啊，被那种社会环境影响了，有时候。那个牲口一变坏啊，不干净。不过我们本性都有好的，所以还是有名师来教我们那个救命的方法嘛。然后那些坏的业障习惯啊，都会被吐出来啦。啊，那种那个时候就好了，就这样子吧。啊，那个蛇里面就是大概上征鬼魔那种嘛哈，魔了，就是玛雅呢，嗯。佛定的那个能力嘛，哈，好像这样子。我们都是多数都被这种魔障啊、魔力都控制的。嗯，
所以如果不修行跑不掉了就对了，没有办法啊。在这个世界哇压力很多啊，有工作也有压力，没工作也有压力啊，结婚了有压力，没结婚也有压力，大家都快活不下去了哈。有时候这样子天天混下去，那个忙的时候就忘记了一点哈，不忙了就想了世界很痛苦哈，动物啊，想到他们我们也受不了哈，好可怜。哦，世界啊，人啊，有些地方很痛苦啊。啊，我认为你眼睛不好，我有药水嘛，哎，就才问而已，有一种药水，哎，我每天都要点的啊，不然这些灯好了给那个是不舒服，嗯，啊？全世界谁吃素就好了？全世界吃素都好了，我同意嘛，讲的对了。老人家好聪明，我也认为这样子。我是你的顾问，我听得很清楚。就他们不听也麻烦啊，我就去告诉他们要听你那个有智慧的讲话啊，真的很棒啊，这么简单吃素而已就好了，又不吃啊。我们可以习惯了呢，即使不习惯，就想到动物那么痛苦，我们也不想吃肉呢，是不是？以前忙忙碌碌不知道啊，他匆忙了，没时间想嘛，没人跟我们讲啊，没有提醒，已经知道了，就哪里还敢吃嘛，是不是？不想啊，想到他们那么痛苦，我们的心也脆了，哪里还能吃？是不是？嗯。二莲师傅想到那个菜，那紧张，我也不敢吃啊。不想吃，何况懂不懂？何况肉呢？呀、yeah. ，就是想吃也不想吃，懂不懂？嗯、我东西很多嘛，何必吃动物嘛？好可怜。嗯、Some of the diseases related to meat consumption and/or production: fatal prion diseases transmissible through air or milk, rabies, anthrax, sleeping sickness, Q fever, norovirus, swine flu, Ebola resistant virus.Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections and other dangerous bacteria strains. Blue tongue disease, E. coli, Salmonella. Bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS, Listeriosis, shellfish poisoning, pre-eclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile.Diseases hidden in healthy-appearing livestock. Food poisoning, heart attack, kidney failure from toxic additives like melamine and clenbuterol. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year.Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colorectal cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 347 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone.At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more.Some of the costs of milk consumption, cowpox from milking cows, bacterial microbes, pesticides, and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals.
Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat lead to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease, linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For help quitting, please visit. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. OK, 那个故事就是象征我们那个两个否定肯定的力量就对了。哈，嗯，一定是这样吧。啊，哪里有那条蛇了嘛，恐怖。不过这个否定的力量也是这样，怎么真那么恶毒的呢？啊，即使哈没有伤害到人，意思说也许没有伤害他那个身体，没有把他们吃这个样子，不过也是伤害他们的精神了、啊。是不是压人家受不了啊？好痛苦好痛苦，有时候修行也很难修，是不是？都会障碍很多、何况不修行的人更痛苦，不过他很不知道跟谁讲话的，了解哈、所以即使 不把他们的吃下去这样子，不过还是伤害人家的精神啊、心理哈、感情哈、哇，心理压力也是跟身体受苦一样，有时候 还比那个身体受苦还要糟糕哈。你要眼睛也不好是吗？不要弄太多，它会干哈。这边有没有药水什么？大概有吧，有一种小小瓶那种，一定都有准备哈。你们如果干干的就去问哈。那一小罐小罐这样子，用完就丢了。有没有人需要？No， 你说你跟我一样吗？一样的年纪吗？对呀、我属虎的。啊哈，看起来很漂亮哈，真的很漂亮。大概婚姻美满了，舒服。他也是这样，有时好有时坏，不过也是蛮是蛮漂亮。太太在不在这里？有在哪里？举手跟啊，你为什么有时我跟他不好呢？他这么好的一个，就是，个性哈，个性是不是？个性，哎，他的个性比较，但现在比较好，跟师父修行比较好很多。以前不好是不是？以前比较头脑比较老一点。他当然老了，头脑也会老啊。好了，已经活到现在了嘛 ，OK， 两个啊，我爸爸妈妈也是这样子。我爸爸我看到他的时候，大概70多岁了，哦，八十什么，快八十了，还黏我妈妈到这样子程度，啊，我妈妈说他哈、你这个爸爸哈、都不让我去哪里呀、去哪里几天，他就说什么时候回来。越老越互相疼爱呢，奇怪，住久在一起以后就像朋友一至亲一样，很好。你们多久年结婚？现在差不多50年。50年了，哇，那个就是金刚了什么？金婚。对。也就是黄金的意思。对。哦，不是金刚，还不是金刚啊？啊？60是钻石。60就是钻石。钻石啊，对对，还没到。哦，那多10年以后，两个都变钻石了。钻石。OK， 那你多久结婚？多久年？33年。哇，也是蛮厉害。还有没有人50年结婚的？哇，这啊，也是50年哇。50年。哇，这个耐心不得了哈，这个可以得和平奖了，我告诉你。哎呀，应该颁奖给那些50、60年一起结婚的，表示说耐心像黄金一样。
难怪他们叫金婚和那个钻石婚。哎呦，要忍耐到这样嘛哈。哇，怎么能够跟一个人活这么久啊？可以吗？可以哈，就比较容易嘛哈，比较容易。两个而已是比较好好好办事哈，比较好那个适应了哈，嗯。呼，太多人的话就有时候很累。OK, very good. 不是说空气在上面，它吸。嗯，如果土没有吸毒气，还没有吸毒气的话，我们早就往生了，我们世界早就完了。毒气太多了，原子弹啊，然后那个碳气啊，然后那个车子那些气啊，哦，一大堆的，懂不懂？还有化学那些气啊，那些毒啊，丢在土上面，为了耕农田啊，越用那些那个土越被破坏，没有营养，不自然嘛。那些化学的那些肥料的哦，会把土把的都弄坏了。所以我们世界目前哈，毒气毒药太多了，我们吃的东西也不怎么很那个营养，不怎么很干净，不怎么很补了。OK， 里面即使菜呀、啊。也是有毒，喝东西也有毒，喝水也会有毒，很多毒啊，碳气不是那个动物的那个粪啊，都啊肥料什么都跑到水里面嘛，沉到土，然后跑到水那边慢慢溜到水里面，然后我们就喝下去，然后因为太毒了，水不干净，所以要用很多化学给他消毒啊，等等等，更多化学，所以我们人呢、啊、越来没什么长命是这样，而且病房很多、啊，越来越多那个医院，越多肉越多东西吃喝的越有多病人，真的很可怜啊，告诉你。又不是说被磨压而已，身体也不能保存得好，这个工具也不能保存得好，那么修行的也不是我们要破坏它，那自然就这样子，社交委都是替我们破坏，所以我不知道世界的人什么时候能醒过来，不醒过来的话，即使没有世界暖化的话，慢慢也不怎么样，慢慢来也是，生活也不会怎么好，身体越来也没怎么好，懂不懂？还有生病，吃那些那个不好的饭菜啊，然后喝那些毒的水啊，不好的很多化学的水，然后病呢就去医院要更多。吃了更多药啊，更多那些化学啊，更多那些抗生什么的，那是不是我们忙不过来了，救不了了自己，了解吗？抗不了。你们修行的还好一点，有没有？因为有这种精神里面啊，在保养我们一点。外面的人呢、啊，常常去医院啊，懂吗？吃越多越去医院，好可怜。OK， 啊，你们要靠功德了 ，OK 哈，嗯，靠功德，不然这个世界真的对我们没什么好东西，都不利，对我们都不利，身体也不利，精神也不利，身体不好，精神怎么能好？啊，哦，昏昏沉沉那样子，那修行也不能集中啊，然后整天又被那个系统控制啊。要工作八个小时、十个小时，不然没办法活下去。然后回来就太累了，哦，不管菜啊、毒也要吃，因为饿嘛，没办法。没有吃这个，也很马上就死了，吃了就慢慢死。真的没选择，人真可怜。然后也动物也把它连累进去，好可怜，好可怜。所以如果夫妻吵架啊，母子不好也不一定
不一定是业障而已，是那些毒气给人家放掉嘛，吃那些东西给人家那个精神不好嘛，啊，那生病了真的是这样啊，好可怜，好可怜哈。那你们要多保护自己就行了 ，OK， 多修行，没有别的办法，我不能跟你们讲别的东西了，真的没有别的选择。除了哈，全世界都停止那些破坏地球的那种方式了，嗯，吃饭怎么种菜也要传回那个自然的，啊，然后这个地球会恢复，嗯，然后会越来越好，树木也会重新再长回来，嗯，那个土啊，它也会恢复，如果不继续虐待它，它会自己会恢复。然后我们功德越多的话，那地球会越来越快乐。好，那大家继续打坐，我回去房子方便 ，OK？ 嗯。好。嗯。哦，哇，好多饼干糖果，哇，这么多饼干糖果啊，都给谁呢？哎，老人家，谢谢师傅，谢谢师傅，讲座谢谢，谢谢师傅，谢谢师傅，我们福报不同哈，有一些是有钱的福报，有一些是有福气的福报，有一些是有修行的福报。顺风哈，顺风，高峰，先干一下，师傅保重啊，师傅保重，师傅保重，师傅保重。